Đây là chương trình câu chuyện Việt Nam. Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị khán thính giả, cái chương trình trước đây đã nói một cái lần với luật sư Nguyễn Văn Đài về những cái tình hình Việt Nam liên quan đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Và hôm nay thì cái vụ Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam thì đã lắng dịu. Trịnh Xuân Thanh đã vào tù và đã qua một vài cái vụ án để mà ra trên vành móng ngựa và nhận cái tù chung thân. Tuy nhiên là cái vụ án Trịnh Xuân Thanh ở Cộng hòa Dân chủ Đức thì ở Cộng hòa Liên bang Đức thì vẫn còn chưa kết thúc. Mới đây thì Cộng hòa Séc đã chuyển cho Cộng hòa Liên bang Đức một cái người trong cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và trên đường dây chúng tôi mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ nước Đức và mời anh Đài cho biết được cái tình hình. Tôi chào quý vị thính giả và cho biết được cái tình hình cái vụ án Trịnh Xuân Thanh hiện nay như thế nào tại nước Đức thưa anh. Xin chào anh Diệp Vinh, xin chào quý khán giả. Thì chúng ta trở lại với cái vụ án của Trịnh Xuân Thanh. Thì chúng ta biết vào ngày 21 tháng 7 năm 2017 vào lúc khoảng 10 giờ 45 phút tại thủ đô Berlin á, thì dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm từ xa thì một cái nhóm quan chức do Trung tướng Đường Minh Dương là cục trưởng của an ninh lúc đó thì đã đến Berlin từ vài ngày trước đó rồi. Thì họ đã tiến hành một cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cùng với lại người bạn gái của ông ta ở gần cái công viên là Tiergarten đó. Thì sau đấy họ đưa lên một cái chiếc xe 12 chỗ chở sang ở đó, rồi theo cái lịch trình mà sau này cơ quan điều tra của Đức giải mã ra thì chiếc xe này đã chạy về trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và họ dừng ở đó 5 tiếng trước khi mà đưa Trịnh Xuân Thanh cùng với người bạn gái cùng các cái nhóm bắt cóc đó đi sang qua ngã Ba Lan, Cộng hòa Séc tới cuối cùng điểm đến là Cộng hòa Slovakia. Thì theo những cái đặc khái điều tra chưa được công bố chính thức á, thì Tô Lâm đã chờ đợi ở thủ đô Bratislava đó và với danh nghĩa là đại diện chính phủ Việt Nam thì ông ta đã mượn cái máy bay của chính phủ Slovakia và lúc đó là ông Bộ trưởng Nội vụ Kanilak á, và họ đã dùng cái máy bay này của chính phủ Slovakia để đi bay từ thủ đô Bratislava sang Moscow của Nga, rồi sau đó họ đi bằng máy bay của không Việt Nam chở Trịnh Xuân Thanh trở về nước. Thì ngay sau khi vụ việc xảy ra thì cơ quan điều tra của Đức đã tiến hành điều tra ngay lập tức và họ đã bắt được một cái người Việt Nam sinh sống tại Cộng hòa Séc là Nguyễn Hải Long. Thì Nguyễn Hải Long lúc đó anh ta khai chỉ là vai trò là người đi thuê xe ô tô thôi. Anh ta khai là hoàn toàn không biết đến âm mưu cũng như là cái vụ bắt cóc này. Thì mà lúc đó cơ quan công tố Đức thì họ không có chấp nhận và họ đưa ra tòa xét xử và anh này đã chịu mức án là 3 tháng 10 năm tù. Và đến thời điểm vừa qua anh ta đã thi hành án xong và đã trở về Cộng hòa Séc rồi. Thế thì và đồng thời thì chính phủ Đức thì đã cắt đứt về cái quan hệ đối tác chiến lược, rồi là hủy cái hiệp định về miễn thị thực ngoại giao, miễn thị thực cho các hộ chiếu ngoại giao, rồi rất nhiều các cái hợp tác Việt Nam và Đức lúc đó bị xuống cấp một cách rất là trầm trọng đấy. Thì và cơ quan công tố của Đức thì đã ra cái truy nã rất nhiều đối tượng đấy, chứ không phải là chỉ có một mình Nguyễn Hải Long. Nhưng mà giờ này, giờ phút này thì họ không công bố công khai những cái đối tượng cụ thể nào bị lệnh truy nã. Thì đã sau 5 năm rồi, thì Lê Anh Tú là một cái người cũng là người Việt Nam sinh sống tại Cộng hòa Séc và anh ta lúc đó anh ta nhanh chân chạy về Việt Nam sau khi vụ việc vỡ lở và anh ta đã bị cảnh sát Đức truy nã quốc tế và cũng như được EU đưa ra lệnh truy nã. Và có thể là người ta đưa giả thiết ấy, là tại sao anh này đã vội vàng trở lại Cộng hòa Séc như vậy. Thì tôi đoán là có một vài cái khả năng sau. Thứ nhất ấy, là khi anh này trở về Việt Nam sinh sống ấy, thì cái môi trường không phù hợp nữa. Anh ta đã nhiều chục năm sinh sống ở Séc rồi. Và thời gian đầu ấy, thì có thể được Bộ Công an cấp lương rồi nuôi dưỡng. Nhưng mà đến sau một thời gian thì hết rồi. Những người mà cấp trên trực tiếp đã nghỉ hưu rồi thì anh ta bị bơ vơ, không còn được nuôi dưỡng nữa. Thì anh ta chán quá và anh ta tự động, anh ta nghĩ rằng là sau 15 năm thì chắc là không còn lệnh truy nã cũng hết rồi. Anh ta trở lại Séc để tiếp tục làm ăn, bởi vì cuộc sống ở Việt Nam đối với anh ta là không phù hợp. Đấy là giả thuyết thứ nhất. Cái giả thuyết thứ hai ấy, là anh ta cho rằng là cấp trên anh ta là muốn ném đá dò đường, xem là bây giờ muốn đẩy anh ta trở về Séc, xem là cái vấn đề mà vụ Trịnh Xuân Thanh ấy còn bị quan tâm nữa hay không. Để cho các quan chức Việt Nam, bởi vì họ rất là hàng năm ấy, các quan chức Việt Nam họ rất nhiều tiền, họ rất thích là được đi du lịch, rất đi chơi ở châu Âu, rồi đi chơi nhiều nước. Họ thử xem là nếu như không còn, nếu anh này về Séc không bị bắt ấy, thì họ có thể đàng hoàng ung dung đi chơi. Thì đây là một cái vấn đề có thể gọi là ném đá dò đường. Cái khả năng thứ ba là anh ta có thể được điều trở lại Séc để thực hiện một ý định khác. Có thể bây giờ ở Đức, ở châu Âu rất nhiều người chống chính quyền cộng sản Việt Nam, biết đâu họ lại chuẩn bị thiết lập một cái vụ bắt cóc mới
Đấy thì có thể là nhiệm vụ anh này trở lại như vậy thì đưa ra một số cái giả thiết thế. Thì ngay sau khi anh này trở về cộng hòa Séc vào tháng 4 thì đến sân bay đã bị cảnh sát Séc bắt ngay lập tức, và đến mùng 1 tháng 6 vừa qua thì đã được dẫn độ sang cho cơ quan chức trách của Đức. Thì anh này là có một vai trò cực kỳ quan trọng. Anh ta là người trực tiếp lái xe ô tô chở Trịnh Xuân Thanh từ bắt cóc về sứ quán. Thì anh ta là người biết tất cả những cái người tham gia vào cái vụ bắt cóc này, và có thông tin của cho biết ý, là anh ta trước đó đã sang Đức Đức từ nhiều ngày trước rồi. Anh ta là người trực tiếp đi trinh sát theo dõi cái lộ trình của Trịnh Xuân Thanh và báo cáo cho những cái quan chức an ninh như là Đường Minh Hương ở đó để lên kế hoạch bắt cóc trực tiếp. Thì tôi nghĩ rằng là cái lời khai của anh này là cực kỳ quan trọng hơn cái nhân vật trước là Nguyễn Hải Long, và từ lời khai của anh này thì chắc chắn là cơ quan điều tra cũng như cơ quan công tố và tòa án Đức sẽ xác định được toàn bộ những người đã tham dự bắt cóc này, vai trò của từng người một như thế nào. Và thậm chí khi mà anh này lái xe chở Trịnh Quân Thanh ấy, và cái nhóm bắt cóc đó sang đến Bratislava của Slovakia, có thể biết đôi ta cũng có thể nhìn thấy Tô Lâm ở đó, thậm chí còn được gặp, thậm chí còn được Tô Lâm ra bắt tay nữa. Thì nếu như mà anh ta đã được Tô Lâm bắt tay rồi chào đón ở ở Cộng hòa Slovakia thì anh ta có thể khai ra. Và tôi biết là ở Việt Nam thì họ có thể dùng các cái ngón đòn tra tấn, dùng rất nhiều các trò khác nhau để mà ép những cái bị can bị cáo khai ra. Nhưng mà tôi biết nước Đức thì họ rất văn minh, họ không có tra tấn không có gì cả, nhưng mà không biết họ sẽ làm như thế nào để mà cái anh Lê Anh Tú này có thể khai ra toàn bộ những người đã tham gia cùng anh ta trong vụ bắt cóc. Và nói rằng là khi mà cái phiên tòa sắp tới đưa xét xử và tất cả thông tin được công bố trên cái phương tiện truyền thông thì nó sẽ lại là một quả bom nữa nổ châu Âu này liên quan đến các vấn đề bắt cóc của Tô Lâm ở đây. À, vâng thưa anh, cái vụ Trịnh Xuân Thanh như vậy thì kể ra cũng đã là dài, một thời gian rất là khá dài, đã ít nhất là 5 năm trôi qua. Và những cái vụ việc như thế người ta nghĩ rằng là có thể là nó đã đi vào dĩ vãng, và coi như là những cái sự việc mà nó liên quan đó nó sẽ mờ dần theo cái việc của thời gian. Tuy nhiên là việc mà bắt là một một cái nhân vật nữa để mà chuyển giao sang cho Cộng hòa Liên bang Đức, nó lại một lần nữa khuấy động lên một cái vụ án mà nó trở thành. À, chúng ta không biết được, có thể đối với người Cộng sản Việt Nam họ coi rằng đó là một chiến công. Một cái chiến công là thò tay sang tận Cộng hòa Dân chủ Đức để thực hiện lời Nguyễn Phú Trọng bảo là không trốn được đâu. Sẽ bắt về để chịu án thôi chứ không thể trốn được. Đó là câu thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là một lần thứ hai nữa nó khẳng định lại được cái sự dối trá nhà cầm quyền Việt Nam. Cái khi mà nói rằng là Trịnh Xuân Thanh về để đây là tự thú. À, anh có nghĩ rằng là cái lúc bấy giờ thì dư luận đã đặt rất nhiều câu hỏi. Và trong đó có một câu hỏi rất là nhức nhối. Vậy thì Trịnh Xuân Thanh đã biết được đang trốn ở nước ngoài, đang bị lệnh truy nã mà lại về tự thú thì họ về con đường nào? Trịnh Xuân Thanh về đường nào thì hầu như Bộ Công an không trả lời được. Bởi vì ai cũng biết một cái điều và nhà cầm quyền muốn giấu. Nhưng mà thưa anh cũng nghĩ rằng là cái việc giấu giếm và cái việc cố tình cái chày cái cối của nhà cầm quyền Việt Nam trong vụ Trịnh Xuân Thanh nó chỉ lộ lên một cái điều là sự dối trá nó vô giới hạn, mà cái sự liêm sỉ của họ là không thể có trong mọi vấn đề, và đấy đặc biệt trong vụ việc này. Anh có nghĩ vậy không anh? Vâng, cái đó là rõ ràng rồi, bởi vì chúng ta đều biết rồi, ở đây nó không phải là chỉ có cơ quan điều tra của Đức, nó còn có cơ quan điều tra của Séc, còn có cơ quan điều tra của Slovakia nữa. Cả ba cơ quan họ đều xác định đây là một vụ bắt cóc thì không thể nào mà Việt Nam phủ nhận được. Và cái đó thì chúng ta bất kỳ một cái người nào am tường về vấn đề xuất nhập cảnh quốc tế thì đều thấy rất rõ rồi, một khi Trịnh Quốc Thanh đã bị truy nã quốc tế, anh ta không thể là dùng hộ chiếu Việt Nam hay không hộ chiếu của bất kỳ nước nào mà có thể bay về Việt Nam được, điều đấy là chắc chắn, và bay vào hàng không nào. Trong cái đó ở tất cả các nước châu Âu họ tra ra ngay thôi Trịnh Quốc Thanh đi bằng đường nào để về Việt Nam, bay qua cửa khẩu của Đức, bay qua cửa khẩu của Séc, bay qua cửa khẩu của Slovakia hay bay qua cửa khẩu nước nào, rất đơn giản thôi. Cái đấy thì hoàn toàn không 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 có gì khó khăn để mà truy ra xem có phải là Trịnh Quốc Thanh bay về hay không. Đấy, chắc chắn là không có chuyện đó, mà họ đã đưa một con đường riêng để vào sân bay rồi bay sang đến đến Moscow rồi thì anh ta mới mới có thể. Thậm chí đến Moscow anh ta cũng lên thẳng máy bay của hãng Việt Nam chờ đó để bay về Việt Nam thôi, chứ nó sẽ không có đóng dấu xuất nhập cảnh ở cửa khẩu của Moscow. Điều ấy là rất rõ ràng để xác minh. Thì khi mà anh cãi cày cái chối thì như vậy thì nó chỉ phơi bày cái bộ mặt của anh là anh nói dối, anh lừa đảo từ trong nước cho ra đến nước ngoài quốc tế. Anh không chỉ mất uy tín với người dân Việt Nam mà còn anh còn mất uy tín với cả cộng đồng quốc tế nữa. Cái đấy thì rõ ràng rồi. Vâng, thưa anh, cái vụ Trịnh Xuân Thanh như vậy sau khi mà cái xét xử ở Cộng hòa Dân chủ ở Đức, ở gọi Liên bang Đức, thì cái vụ xét xử đó rồi là một số người Nguyễn Hải Long lúc bấy giờ đi tù, rồi là một số những phán quyết của tòa án. Và vậy thì với phán quyết của tòa án lúc bấy giờ thì cái vụ việc đã khép lại hay chưa, hay là những cái nhân vật như là người
Sau đó khi một vài cái ông tướng Đường Minh Hưng rồi là thậm chí là những người đại sứ bị trục xuất một số. Thế mà như thế vậy được khép lại hay chưa, để cho nếu như giả sử nhưng mà những nhân vật chịu trách nhiệm chính ở đó, những cái vụ việc này như Tô Lâm chẳng hạn, vậy thì cái hệ lụy của nó chẳng hạn, chứ bây giờ Tô Lâm trở lại Đức thì liệu có bình an không thầy? Cái này nó hoàn toàn bí mật, tức là anh hiểu này, ở Đức ấy, thì họ sẽ chia, đã sẽ chia làm cái tam quyền phân lập, tức là cơ quan hành pháp riêng, cơ quan lập pháp riêng và hệ thống cơ quan tư pháp riêng. Thế thì về mặt cơ quan hành pháp ấy, đó là chính phủ, thì họ có quyền mời Tô Lâm sang làm việc với nhau. Thế nhưng mà trong cái đó cơ quan tư pháp, nếu như họ có đầy đủ bằng chứng ấy, rằng là Tô Lâm đã là người chỉ huy trực tiếp tham gia vụ bắt cóc này, thì có thể Tô Lâm được Bộ trưởng nội vụ của Đức mời sang, nhưng mà đến sân bay một cái ấy, là họ sẽ ra lệnh cho trát tòa hay là cơ quan công tố, họ có quyền yêu cầu cảnh sát Đức bắt làm Đức đấy, thì chúng ta không biết được, vấn đề là bí mật, kể cả chính phủ Đức cũng không biết được đấy, chứ không phải là cơ quan tư pháp họ báo với chính phủ Đức là gì, cái thằng Tô Lâm á, ở Việt Nam ấy nó đang bị chúng tôi truy nã đấy, cho nên là ông đừng có mời nó sang, họ không có báo đó. Cái việc mời Tô Lâm sang là việc của chính phủ, nhưng mà sang đến đất Đức bắt là quyền của tôi. Đấy, cho nên là cho dù Đường Minh Hương hay tất cả các quan chức khác ấy, là nó hoàn toàn độc lập với nhau, chính phủ Đức hoàn toàn không biết ở đây. Việc chính phủ là anh cứ đi làm, anh cứ quan hệ đối ngoại, cứ việc của anh. Còn việc của tôi á, cho dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau á, nếu như họ đã xác định Tô Lâm là cái người chỉ huy và có tội, thì cho dù bất kỳ nào cũng có thể bắt Tô Lâm. Mà Tô Lâm không phải là chỉ đến Đức, mà đến bất kỳ quốc gia nào mà có hiệp định dẫn độ với Đức là họ sẽ bắt. Bởi vì cái như tôi nói đấy, cái vụ của Nguyễn Hải Long kia thì cái lời khai của Hải Long sẽ chưa xác định được vai trò của Tô Lâm, mặc dù phía Đức, phía Séc rồi phía Slovakia ở một chừng mực ở đó họ xác định là Tô Lâm, nhưng mà họ cần những lời khai hay cần những bằng chứng cụ thể. Nhưng mà ở đây thì tôi nói cái nhân vật Lê Anh Tú này á, nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng, và tôi hy vọng rằng á là Lê Anh Tú này khi mà chở Trịnh Văn Thanh sang đến Cộng hòa Slovakia thì anh ta đã được bắt tay Tô Lâm. Đấy, tôi hy vọng là sẽ có anh ta có bắt tay Tô Lâm, và anh ta sẽ khai cái điều đó ra là tôi chở ông Trịnh Thanh này ra đến đến Cộng hòa Slovakia, tôi đã được bắt tay ông Tô Lâm, và ông Tô Lâm nó đã khen tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi thế nọ kia. Đấy, thì lúc đó Tô Lâm sẽ mới có vấn đề. Chứ còn trước đây á là chưa có bằng chứng cụ thể. À, vâng thưa anh, ta quay trở lại cái vấn đề quan hệ giữa Việt Nam và Đức lúc bấy giờ thì còn một vài những cái trục trặc, xóa bỏ cái quan hệ đối tác chiến lược, gọi là hạ cấp ngoại giao. Cái thứ hai là xóa bỏ cái chính sách gọi là nghiễm nhiên được cái vấn đề hộ chiếu ngoại giao không phải xin visa chẳng hạn. Vậy thì cái điều đó đã được khôi phục trở lại trong thời gian sau 5 năm thì đã khôi phục lại hết tất cả những cái như trước đây như thế. Chưa thưa anh, tức là đến giờ phút này ấy, thì phía giữa Đức họ chưa có tuyên bố, họ chưa có bất kỳ một tuyên bố nào là đã khôi phục lại cái quan hệ đối tác chiến lược, và đối tác chiến lược giữa hai bên. Thứ hai ấy, là cái hiệp định về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao ấy, thì vẫn chưa khôi phục lại, kể cả bên đại sứ Việt Nam mà sang Đức nhận nhiệm vụ ấy, thì vẫn phải xin visa bình thường, cái đấy là chắc chắn. Còn một số rất nhiều lĩnh vực họ vẫn bị đình chỉ, chưa khôi phục lại 100%, tức là nói chung là theo tôi được biết đến thời điểm này ấy, thì nó khôi phục lại được khoảng 80% so với trước cái vụ bắt cóc chị này. Vâng thưa anh, chúng ta biết là Cộng hòa Liên bang Đức là một cái đối tác phải là rất là quan trọng Việt Nam, cái cửa ngõ để đi vào châu Âu cũng như rất nhiều những mối liên hệ khác của Việt Nam đối với cái châu Âu. Và cái vụ Trịnh Xuân Thanh là gây ra một cái điểm nhấn rất là bật, rất là xấu và rất là ảnh hưởng đến cái mối quan hệ đó. Cái vụ việc đã diễn ra qua mấy năm và tôi nghĩ rằng là có lẽ cái vết mờ của thời gian đã phủ bụi lên những cái đó. Nhưng cái việc mới bắt lại một cái nhân vật nữa mới đây, anh có nghĩ rằng là sẽ có một những phiên tòa xét xử tiếp tục và cái việc này sẽ còn kéo dài cho và chưa thể chấm dứt được, anh nghĩ thế nào về điều này thế anh? Vâng, thì trước mắt thì chúng ta sẽ thấy nó có hai cái, nó sẽ tiếp tục nó nổ ra những sự kiện sắp tới đây. Thứ nhất là sự kiện sau khi mà cơ quan công tố của Đức hoàn tất cái phần cáo trạng, họ sẽ công bố cho truyền thông biết, thì đấy là nó sẽ nổ ra tiếp một lần tiếp, là nó sẽ khui những bằng chứng nào mới được đưa ra. Cái sự kiện tiếp theo ấy là cái phiên tòa sơ thẩm, và sau phiên tòa sơ thẩm mới sẽ đến phiên tòa phúc thẩm, thì nhất nó sẽ có 3 lần nữa, nó diễn ra trong vòng, tôi nghĩ cũng phải trong vòng 1 năm tới là sẽ lại được nhắc lại cái vụ Trịnh Văn Thanh này, và nó sẽ làm cho Tô Lâm ở Việt Nam là cũng điên đảo. Mỗi lần nhắc lại như vậy thì không chỉ truyền thông ở Đức mà truyền thông quốc tế họ đều đưa tin hết đấy khắp nơi, rồi đặc biệt là truyền thông mạng xã hội Việt Nam họ lại sới lên, và cái điều này nó sẽ lại gây cái vụ bắt cóc đấy nó sẽ không bao giờ chỉ bị chìm xuồng cả, nó lại tiếp tục sới lên. Vâng thưa anh, nhưng mà anh có nghĩ rằng là cho đến bây giờ những nhân vật như Tô Lâm bây giờ vấn đề đã trở thành chai sạn về vấn đề là dư luận, đã trở thành lì lợm về những cái vấn đề về những cái lời nói cũng như là cái sự liêm sỉ.
Anh không nghĩ rằng là nếu như giả sử một người mà có một cái, ta nói đơn giản như là Thủ tướng Anh chẳng hạn, Boris Johnson chẳng hạn, ông ta vừa qua một cái cuộc gọi là bỏ phiếu sát hạch, gọi là cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu bất tín nhiệm rất là khắc nghiệt, bởi vì cái chuyện là ông ta không gương mẫu trong cái việc phòng chống Covid thôi, tụ tập rồi là cách nào đó và một vài cái hành động gì đó. Trong khi ngược lại Việt Nam chúng ta thì có lẽ do cái đảng lãnh đạo nó tài tình sáng suốt rồi nó thiên tài quá, cho nên là khi mà đã người cộng sản vào được ký như Tô Lâm thì mặc dù là cả thế giới nói về vụ Trịnh Xuân Thanh, cả thế giới nói về những vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn, rồi là những cái vụ về cái ngành công an, và đến cuối cùng kể cả như là cái việc mà gần đây là cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam mà không dám nói cái vụ là miếng thịt bò Tô Lâm Tô Lê chẳng hạn, những cái vấn đề như vậy. Anh cũng nghĩ rằng là những cái vấn đề này không suy nhê gì đối với Tô Lâm không hay. Vâng, khi ông ta còn ngồi trên ghế Bộ trưởng Công an á, ủy viên Bộ Chính trị thì chắc chắn là ông ta không có ai dám động đến, bởi vì tôi nói phần trước đây á, là ông ta là cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng rồi, cho nên là không ai dám động với Tô Lâm cả khi mà ông ta còn ngồi trên ghế đó. Thì cho nên là có cái tin đồn đấy là ông ta đang đang tìm một cách chiến đấu để mà có thể vào tứ trụ trong đợt tới này. Đấy, tìm một cách chiến đấu, bởi vì Tô Lâm lúc đó là quá tuổi rồi, chỉ duy nhất vào tứ trụ thì ông ta mới còn tồn tại. Còn nếu không á, ông ta buộc phải nghỉ hưu. Mà khi Tô Lâm nghỉ hưu á thì nó quá nhiều tội ác, bởi vì ông ta tạo ra quá nhiều kẻ thù. Đấy, anh biết rằng là rất nhiều những cái đồng chí đồng đội của ông ta trong Bộ Công an đã bị ông ta thẳng tay trừng trị trong suốt những năm vừa qua, ném vào lò không thương tiếc trong ngày qua, chưa kể những cái gọi là những anh em chiến hữu bên ngoài bị ném vào tù, thì bản thân những người đó họ cũng thù, rồi gia đình người ta cũng thù Tô Lâm rất là nhiều. Phải nói Tô Lâm gọi là kẻ thù đối với ông ta từ kể cả trong đảng, trong chế độ, trong nước cho đến ra nước ngoài, Tô Lâm đi cũng vậy. Cho nên Tô Lâm sau khi mà rời khỏi ghế ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an á, tôi rằng ông ta không có một ngày nào sống được bình yên. Cho nên là ông ta tìm một cách ở lại tứ trụ, nếu ông ta mong được chết được trên ghế thì ông ta sẽ cảm thấy sung sướng. Chứ để về nghỉ hưu á, đi ra ngoài đường á, để mà bị người dân hay những người mà là người thân của những người đã bị ông ta ném vào tù á, để người ta chửi bới xỉ vả hay ném trứng thối cà chua vào mặt á, thì ông ta cảm thấy rất là nhục nhã. Đấy nên là Tô Lâm chỉ còn ngồi chừng nào ngồi trên ghế quyền lực á, thì ông ta mới mới không ai dám động đến ông ta. Nhưng mà khi ông ta ngồi rời thì ghế quyền lực rồi á, thì chắc chắn ông ta sẽ gặp chuyện, bởi vì lúc đó những người lên sau họ có thể chuyển tra giao Trịnh Thanh cho Đức, bởi vì đối với Trịnh Thanh ấy, hiện nay ông ta đã được cấp quy chế tị nạn chính trị tại Đức rồi, và chính phủ Đức trong mọi những lần làm việc ấy, họ luôn luôn đề nghị Việt Nam phải chuyển giao Trịnh Thanh, bởi vì đó là một cái nhiệm vụ của chính phủ Đức từ chính phủ trước truyền lại chính phủ sau. Và nhiệm vụ đó khi nào họ chưa đưa được Trịnh Thanh trở về Đức thì họ chưa có hoàn thành nhiệm vụ của họ. Cho nên nếu Trịnh Thanh trở về Đức á, mà ông ta khai ra toàn bộ cái vai trò của Tô Lâm trong vấn đề bắt cóc đưa ông ta trở về Nam á, thì luôn Tô Lâm về nghỉ hưu rồi á, Tô Lâm sẽ bị những cái biết đâu một cái tay đàn em nào đó mà của quan chức Bộ Công an trước đây bị Tô Lâm trù dập mà nó lên làm bộ trưởng ạ, thì nó sẵn sàng dẫn độ Tô Lâm sang Đức để xét xử. Lúc mới đó cuộc đời Tô Lâm những ngày còn lại của ông ta sẽ không có một ngày nào vui vẻ cả, và cảm thấy là những ngày tủ nhục. Cho nên Tô Lâm rất sợ rời khỏi cái quyền lực lúc này. À, thưa anh, cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là cũng là một cái quan hệ mối quan hệ nhân quả của những cái hành động của Tô Lâm mà thôi. Tuy nhiên là cho đến bây giờ thì hôm vừa rồi cái bà luật sư của Trịnh Xuân Thanh là nói rằng là con bà không tiết lộ bởi vì cái chi tiết, nhưng mà bảo là bà sẽ sớm để đưa trở lại đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức trong cái thời gian tới. Anh cũng nghĩ rằng là cái điều của bà luật sư đó là quá là lạc quan hay không, hay là có cơ sở của nó thế? Không, tôi cho rằng là bà ấy quá lạc quan, bà ấy không hiểu được chế độ cộng sản Việt Nam, bà ta cũng không hiểu được cái ghế quyền lực của Tô Lâm. Thì lúc đó thì bà bên Đài Châu Tự Do cũng phỏng vấn tôi nói thẳng không có chuyện đó, trừ khi nào Tô Lâm mất chức, trừ khi nào Tô Lâm về về hưu. Chứ còn chừng nào Tô Lâm mà còn ngồi trên ghế Bộ trưởng Công an ấy, thì Trịnh Văn Thanh không có cửa ra khỏi Việt Nam. Đấy, cho nên là cái đó là lạc quan của bà luật sư là không không hoàn toàn không chính xác đâu. Thưa anh, cho đến hiện nay thì những cái qua những cái vụ án mà Trịnh Xuân Thanh gây ra ở Việt Nam, những cái vụ xét xử, và như vậy thì Trịnh Xuân Thanh đã bị kết án chung thân và không phải một lần. Vụ cái án của Trịnh Xuân Thanh không phải là chỉ một án chung thân, ngoài đó còn bao nhiêu năm cái tội nọ, bấy nhiêu năm tội kia, rồi vụ nọ vụ kia nữa. Vậy thì anh có nghĩ rằng là ngoài cái vụ việc là Trịnh Xuân Thanh, nếu như giả sử ta đặt cái vấn đề như thế này về luật pháp, là Trịnh Xuân Thanh được cấp quy chế tị nạn tại Đức, và Trịnh Xuân Thanh là được quay trở lại Đức với những cái vấn đề là về tị nạn chính trị, vậy thì những cái vấn đề mà về cái hình sự, về những cái vấn đề tội trạng do những cái vấn đề đã gây ra trên cái chức vụ quyền hạn của Trịnh Xuân trước đây thì giải quyết vấn đề đó như thế nào, anh nghĩ thế nào thầy?
Về mặt luật pháp mà nói ấy, thì ở trong cái luật đặc xá ấy, họ quy định ấy, là trong trường đặc biệt vì vấn đề quan hệ ngoại giao ấy, thì chị sẽ đưa vào cái trường đặc biệt đó và nó không có cần quan tâm đến là anh bị án tù bao năm hay là tù chung thân, thì chủ tịch nước họ quyền ký quyết định đặc xá, tức là xóa đi toàn bộ những cái tội của, tức là miễn toàn bộ những cái phần hình phạt còn lại của chị Thanh, và chị Thanh được đưa ra nước ngoài. Đấy là theo cái theo theo luật đặc xá là như vậy. Còn cái vấn đề thứ hai là gì ạ? Cái vấn Vâng đề đấy. nữa Dạ. là những cái tội của Trịnh Xuân Thanh, cái khi mà gây ra như thế thì rõ ràng là với những cái tội trạng của Trịnh Xuân Thanh ở trên cái chức vụ quyền hạn là những cái tội hình sự, vậy thì kể cả ở nước ngoài thì tội hình sự vẫn là tội hình sự, cho nó trừ loại trừ vấn đề chính trị ra thì tội hình sự thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Thì anh nghĩ thế nào vấn đề này? Vâng, nó có một cách thứ hai này này. Thì hiện nay thì Việt Nam và Đức chưa có hiệp định dẫn độ, cũng như trước đây thì khi mà tôi còn ở Việt Nam á, thì tôi thường xuyên được số Đức gọi điện thoại hỏi thăm về tình hình nhà tù Việt Nam thế nào, bởi vì lúc đó ấy, là có rất nhiều những người Việt Nam sinh sống ở Đức và họ vi phạm pháp luật của Đức. Thế nhưng mà sau này á, họ dùng tiền họ chạy á, để họ xin về Việt Nam để thi hành án, tức là cái cách của họ như này, họ không có nhập quốc tịch Đức, họ vẫn sống ở Đức được định cư dài hạn vĩnh viễn thôi, nhưng mà họ vẫn dùng hộ chiếu Việt Nam. Thì khi mà họ vi phạm pháp luật của Đức á, họ bị tòa án Đức xử tù, thì họ sẽ chạy sứ quán rồi người nhà chạy cái nọ kia để xin được về Việt Nam thi hành án, và khi về Việt Nam thi hành án á, thì họ sẽ dùng tiền họ chạy để họ được ra tù sớm. Đấy là cái cách mà, bởi vì khi tôi ở trong tù á, thì tôi bị cái đợt bắt vừa rồi này, trước khi sang Đức này, thì tôi được bị giam chung một cái ông Việt kiều ở Đức. Ông ta cũng sống ở Đức 34 năm rồi nhưng mà ông ta vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, trong khi đó vợ con thì quốc tịch Đức. Tôi mới hỏi là tại sao anh lại không có nhập quốc tịch Đức mà đến bây giờ khi về Việt Nam bị bắt như thế này á, thì rồi vợ con không có nhờ bên tòa đại sứ Đức can thiệp được, bởi vì phía Đức chỉ có quốc tịch Đức họ mới can thiệp thôi, còn không có quốc tịch họ không có can thiệp. Thì ông ta nói á, là ông ta đề phòng cái trường hợp ấy, vì ở Đức ông ta kinh doanh hay trốn thuế mà rất nhiều thứ, thì ông ta mới tính là nếu như mà bị bắt thì ông ta sẽ bị xử tù ở Đức, thì ông ta sẽ tìm cách là xin về Việt Nam rồi ông ta dùng tiền chạy để ra. Thế thì ở chiều ngược lại thì tôi không biết là phía Đức họ có tiếp nhận những cái người đã bị xét xử tù ở Việt Nam để sang Đức thi hành án hay không. Thì nếu đấy thì chị Thanh sẽ có hai cách giải quyết: một là đi theo con đường đặc xá, đấy là con đường quá tuyệt vời ông ta; hai á, là Việt Nam có thể ép Đức là trao trả chị Thanh cái Đức, nhưng mà Đức không được thả tự do ngay mà cần phải đưa vào nhà tù để thi hành nốt bản án còn lại. Thì đấy là cách thứ hai, thì không biết là họ sẽ lựa cách nào nếu sau này Tô Lâm không còn ngồi trên cương vị đó nữa. Những cái nhân vật mà người ta thấy được là sau một thời gian khá dài cho đến cách đến năm trước thì cái chính phủ Đức và báo chí của Đức đã nêu lên cái việc là nhà cầm quyền Việt Nam sau đó là có những âm thầm là tặng cho hàng loạt mười mấy cái người trong cái vụ án Trịnh Xuân Thanh này á là huân chương chiến công rồi là huân chương nọ huân chương kia, và người ta cứ tưởng cái việc làm âm thầm đó không ai biết trong cái vụ án gọi là VT17. Vậy thì những cái nhân vật liên quan đó thì ở Đức thì anh có biết được những cái nhân vật liên quan chẳng hạn, chứ không chỉ có là những người ở cái bờ sứ quán này mà bên cạnh đó có những cái dư luận viên kiểu như là tay Thắng, tay Hồ Ngọc Thắng rồi là những cái như vậy, thì những cái liên quan đó cho đến nay thì thế nào thưa anh? Vâng, thì sau khi mà cái vụ Tô Lâm chỉ đạo cái việc bắt cóc Trịnh Văn Thanh Đức trở về, thì các cơ quan chức trách của Đức họ đã điều tra một cách toàn diện. Họ bắt đầu điều tra là cái thông tin mà ông Trịnh Văn Thanh này xin tị nạn ở Đức thì bắt nguồn từ đâu mà bị lộ ra. Thì cái người đầu tiên á, bị cơ quan công tố cơ quan điều tra của Đức sờ đến đó là Hồ Ngọc Thắng, là một cái người đã từng tốt nghiệp luật ở Đông Đức trước đây. Rồi sau khi mà trong quá trình hai nước Đức thống nhất ấy, giải quyết hồ sơ cho những người tị nạn từ phần Đông Đức của người Việt Nam, từ Đông Đức xa từ Đông Đức, rồi những người tị nạn từ các Liên Xô cũ, rồi các cái nước Đông Âu chạy sang ấy, thì ông ta được tuyển mộ vào làm việc cho cái sở di trú của Cộng hòa Liên bang Đức. Và theo những thông tin được biết ấy, thì trong quá ông ta đã bị đại sứ quán cũng như cơ quan an ninh của Việt Nam mua chuộc, và ông ta đã làm lợi cho phía 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 nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam rất là nhiều nhiều lần. Và đặc biệt có rất nhiều người Việt ở Đức này bị từ chối tị nạn bởi cái bàn tay của Hồ Ngọc Thắng này, cho nên ông ta đã bị rất nhiều người Việt ở nước Đức này oán thán ông ta. Và sau khi mà cái vụ mà tiết lộ hồ sơ liên quan đến Hồ Thắng thì ngay lập tức nhà chức trách Đức đã yêu cầu cái cơ quan di trú Đức là sa thải ông ta và cho buộc ông ta phải nghỉ việc. Thì sau khi ông ta bị buộc nghỉ việc thì ông ta có kiện ngược lại
ra tòa Đức, nhưng cuối cùng ta cũng lại thua kẻ nốt. Thì đấy là cái nhân vật mà ông ta không chỉ tiết lộ thông tin thôi, mà do cơ quan an ninh của Đức họ không có được bằng chứng cụ thể, họ chỉ nghi ngờ thôi, cho nên họ chỉ dừng ở mức là sa thải chứ không không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Rồi một loạt những cái nhân viên thuộc cơ quan ngoại giao là đại sứ quán Việt Nam ở Berlin ấy, thì bị trục xuất về nước. Thì tôi nghe đó khoảng độ 5-6 nhân viên ngoại giao gì đó. Rồi một số người Việt ở Đức thì họ đã nhanh chân chạy trốn. Ngoài ra thì còn một vài người ở Cộng hòa Séc nữa. Thì cho thời điểm hiện tại á, là chỉ có hai người bắt, một là Nguyễn Hải Long thì đã bị xét xử là 3 năm 10 tháng tù. Còn mới đây nhất là Lê Anh Tú, sau khi mà chạy trốn về Việt Nam từ năm 2017, vừa khi mà trở lại Cộng hòa Séc vào tháng 4 vừa qua thì đã bị nhà chức trách Cộng hòa Séc bắt. Rồi sau đó 1 tháng 6 vừa qua thì được dẫn độ sang Đức. Và mới đây nhất ý, thì Tổng công tố Liên bang Đức thì đã ra quyết định truy tố rồi, và họ sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử trong thời gian tới. Thưa anh, chúng ta thấy một cái điều rất là kỳ lạ như thế này thưa anh. Có thể nói rằng là nhiều khi ấy, người ta nói rằng là cái nhận thức của cái dân trí nó thấp, cho nên là cái chế độ Việt Nam chưa có thể là chuyển sang dân chủ được, rồi là chưa có thể có đa đảng đa nguyên. Đó là cái luận điệu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thường xuyên lại ra như vậy, để là bịa ra như thế bằng mọi cách như vậy, để là chiếm giữ cái quyền, cái quyền làm người, cái quyền được sống trong một cái nền dân chủ, được lập một cái chế độ, một cái nhà nước của dân. Thật sự như vậy thì cái điều đó nó liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có cái vấn đề là cái nhận thức của người dân nó kém, bởi vì người ta cái nhận thức nó đi ra nó ít, cũng như là cái tiếp xúc nó ít, người ta không biết được là cái giá trị của nền tự do dân chủ nó khác cái nền chế độ độc tài chỗ nào, và tất cả những cái như vậy thì có thể nói là nó tác động đến những người dân nó ít ít có điều kiện để mà tiếp cận thông tin. Ngược trở lại thì có những người như Hồ Ngọc Thắng chẳng hạn, được nhà nước Đức nuôi nấng, rồi là dạy dỗ, rồi ở đó làm việc và tiếp xúc được rất nhiều những cái sự tiến bộ của cái chế độ, một cái nền dân chủ như vậy, và người ta nghĩ rằng là có lẽ đầu óc nó không lú lẫn đến mức độ là nó không nhìn thấy những cái tiến bộ của cái đất nước dân chủ nó khác như thế nào. Và có lẽ tôi nghĩ rằng là nếu như nó có một chút liêm sỉ và cái chút gọi là cái tính con người ở trong đó, thì có lẽ Hồ Ngọc Thắng cũng không thể nào không nhận ra những cái khốn nạn, không nhận ra những cái đồi bại của cái chế độ gọi là độc tài cộng sản, mà nó làm quê hương đất nước nó tan tành, rồi làm cho con người trở nên thành súc vật, rồi làm cho cái dân tộc trở nên bị suy đồi suy thoái như vậy. Vậy thì theo anh là cái người mà từng ở đó và biết được về những cái nhân vật như vậy, thì anh nghĩ về cái lý do gì, cái gì là đã làm cho họ nhắm mắt nhắm mũi và có những bịt tai trước những tất cả những cái vấn đề như thế, để mà trở thành một cái tay dư luận viên, trở thành cái tay gọi là về phò cái chế độ cộng sản như vậy. Anh nghĩ gì điều đó thưa anh? Vâng, nó có một số lý do như sau. Thứ nhất ý, là những cái đối tượng ví dụ như ở Đức này, Hồ Ngọc Thắng là một trong những dư luận viên phải nói là rất là tích cực trong việc bưng bô cho cái chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam. Ở Mỹ thì có Hoàng Duy Hùng, rồi một số những cái dư luận viên như là Hùng Chọc các thứ đó, thì họ mặc dù họ sinh sống, người thì sống ở Đức, người thì sống ở Mỹ, thì rõ ràng ấy, với cái nền giáo dục và với cuộc sống, bởi vì họ cứ 4 năm một lần hay là 5 năm một lần họ chứng kiến các cái đảng phái chính trị ở Mỹ cũng như ở Đức tranh cử như vậy rất là sôi động, và họ thấy cái cuộc sống của người Đức cũng như cái người châu Âu thì hoàn toàn họ đủ nhận thức là gì, trong một cái nền chính trị dân tự do dân chủ ở đảng ấy nó sẽ đem lại cái lợi ích như thế nào cho người dân của đất nước, và người dân ấy thể hiện cái quyền lực của mình như thế nào thông qua lá phiếu ở trong mỗi kỳ bầu cử. Tôi khẳng định ấy, về mặt nhận thức là họ phải biết chứ không thể nào họ không biết được, họ phải biết rõ ràng ấy là đa nguyên đa đảng tự do dân chủ tự do báo chí ấy, nó sẽ khác hoàn toàn so với lại chế độ độc tài độc đảng ở Việt Nam. Thế thì đặt ra câu hỏi là lý do tại sao? Lý do duy nhất thôi, nó là vì cái lợi ích thôi, nó không có gì cả. Lợi ích thì cũng có nhiều góc cạnh khác nhau, ví dụ như là Hồ Ngọc Thắng ấy thì có thể qua trong quá trình tiếp xúc với cơ quan đại sứ quán, vì đại sứ quán đây họ rất nhiều những mánh mung để mà họ lôi kéo những cái người có khả năng tiền bạc hay là những cái khả năng mà có thể bưng bô chế độ, thì ví dụ hàng năm có thể 1-2-3 lần đại sứ mời lên tiếp đón, thì những cái kẻ háo danh như vậy khi mà được đại sứ Việt Nam
mời liên tiếp đón hay là thỉnh thoảng có những đoàn quan chức cao cấp của chính quyền sang ấy, được mời tham dự thì họ cảm thấy cái điều đó là một cái điều cực kỳ vinh dự. Và họ lấy cái điều đó để họ khoe khoang tự hào với những cái đám bạn bè ngay tại nước này, không có cơ hội đó. Và đặc biệt ấy là với họ hàng người thân ở trong nước, đấy là một cái danh hão, mời những cái đám đấy họ rất thích cái điều đó, những cái con có loại người nó rất ưa cái đó, chưa nói chuyện tiền bạc. Đấy là cái loại danh như vậy. Tức là anh cứ tưởng tượng xem, nếu như một con người bình thường á, không bao giờ cơ hội tiếp xúc với các quan chức chính quyền, nếu như như Hồ Ngọc Thắng này ở nước này thì anh ta không bao giờ có cơ hội để có thể tiếp xúc với các quan chức của Quốc hội, chính phủ của Đức, không bao giờ có cơ hội đó. Nhưng khi mà anh ta được tiếp xúc với quan chức Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng đấy là cái mà anh ta rất là tự hào đối với dòng họ của anh ta ở trong nước, đối với bạn bè nối khố là đấy, cũng được ông đại sứ này tiếp rồi cũng phái đoàn kia đấy, hay là Hoàng Duy cũng vậy thôi, rất thích được gặp các đại sứ Việt Nam hay tổng lãnh sự Việt Nam ở Mỹ, rồi được đón tiếp, rồi được chào đón khi về Việt Nam, thì nào được gặp Nguyễn Minh Chiết, nào được gặp Nguyễn Tấn Dũng, được gặp các cái quan chức này kia, cái cựu lãnh đạo nghỉ hưu rồi, được như vậy thì rõ ràng đấy là một cái, thứ nhất là về cái danh là nó thích thế, cái thứ hai nhá, là về lĩnh vật chất, cũng có thể là nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam họ trả lương cho những người này để mà làm dư luận viên từ xa, để nhằm mục đích lung lạc những người Việt ở hải ngoại, cũng như dùng cái đó để mà lung lạc những người trong nước, rằng là gì đấy, những cái người Việt mặc dù sống ở Mỹ đấy, sống ở Đức đấy, họ có cuộc sống như vậy đấy, họ sống ở thế giới tư bản đấy, sống ở nước đa đảng đấy, nhưng mà vẫn chê, họ vẫn thích cái chế độ độc đảng Việt Nam. Tức là nó dùng cái đó, dùng tiền đó mua chuộc những người này để làm cái công cụ tuyên truyền ngược vào trong nước để họ giữ đảng, giữ chế độ. Đấy đấy là cái như vậy. Cái thứ ba là những loại người như là Hồ Ngọc Thắng ấy hay là Hoàng Duy Hùng ấy, thì ở sống ở nước ngoài nó chỉ là một cái người vô danh tiểu tốt, rất là bình thường thôi, nhưng mà khi mà cái chế độ nó cho cơ hội trở về nước như nói phần đầu ấy, thì họ sẽ được đi chơi nơi này nơi khác, được đi ăn đi uống, được gặp người khác, không phải trả tiền, thì rõ ràng cái điều đó nó làm cho những con người này hoa mắt và họ sẵn sàng bẻ cong đi những cái sự thật đấy và đi ngược lại sự thật để mà nói những điều không đúng. Hoặc là họ sống ở một cái nước văn minh tự do như vậy, nhưng mà hàng ngày ấy, cái công việc của họ là tìm ra những moi móc những điểm xấu, moi móc những cái bất cập ở trong xã hội để thổi phồng lên rồi viết lên thành báo chí rồi tuyên truyền trong nước đấy, ở nước Đức là thế này, ở nước Mỹ là thế nọ thế kia, bắn giết rồi thế nọ ấy. Đấy là cái nhiệm vụ của họ, là tìm mọi cách thổi phồng những cái sự kiện ở các cái xã hội đó, mặc dù nó là cá biệt thì họ thổi phồng, như tạo ra như là cái chuyện đó xảy ra thường xuyên hàng ngày, nó là chuyện bình thường ở nước Mỹ hay là chuyện bình thường ở Đức, thì đấy là cái nhiệm vụ của nó như vậy. Thưa anh, chúng ta thấy một cái điều là khi mà một cái nền báo chí cũng như là những cái thông tin mà bị chính trị hóa một cách gọi là đặc sệt, gọi là được dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì cái điều đó nó không còn gì là lạ. Một bài viết của Hồ Ngọc Thắng tôi đọc ra tôi cảm thấy nó ngô nghê, rồi một bài viết của Hoàng Duy Hùng cũng vậy, nó hết sức là nó ngớ ngẩn, nó giống như một cái bãi phân trâu đen sì ra đấy. Tôi nghĩ là có lẽ mà người kiên trì lắm thì chỉ đọc được khoảng chừng 5 7 dòng, cảm thấy nó lộn mở đấy. Thế nhưng mà những cái như vậy thì lại được Đảng tặng thưởng huấn cái thành tích nọ rồi giải thưởng kia. Hồ Ngọc Thắng được giải thưởng này, giải thưởng khác của bộ của báo Lao Động, báo báo Nhân Dân. Thì bên này thì Hoàng Duy Hùng cũng vậy. Cái điều mà đáng nói là như thế này thưa anh, như tôi đã nói với anh từ đầu ấy, tức là cái khi mà Hoàng Duy Hùng ở bên Mỹ được mà hưởng một cái nền dân chủ, rồi là được hưởng một cái chế độ mà rõ ràng lại còn được học hành, rồi còn tự xưng là luật sư luật siếc để mà hành nghề ở Mỹ, rồi thậm chí là nghị viên ở thành phố thành phố ở đó. Và cái lịch sử của nó thì không không phải là như của là Hồ Ngọc Thắng, mà lịch sử của Hoàng Duy Hùng thì cái tay này là nó là có xuất thân từ một cái tay chân, tức là từ một ông bố, rồi là ông chú ông bác này khác, từ một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và những cái người mà nếu như nói theo cái chính sách của Cộng sản gọi là có nợ máu với cách mạng, nợ máu với cái này khác, quay trở lại thì cái khi mà Hoàng Duy Hùng đã từng thề nguyền rằng là sẽ về nổ tượng Đài Hồ Chí Minh, còn Cộng sản không có tôi, rồi là còn thế nọ thế trai, rồi về bị Cộng sản bắt nước này khác như vậy, nhưng quay trở lại thì bưng bô và cho cái chế độ Cộng sản này một cách rất là hèn mặt, rất là tệ hại, rất là thiếu nhân cách như vậy. Cái điều đó thưa anh, chúng ta thấy được một cái như thế này, không ở Mỹ không chỉ có mỗi Hoàng Duy Hùng, mà ở Mỹ còn có nhiều những cái nhân vật khác, Nguyễn Ngọc Lập này, rồi là Nguyễn Phương Hùng này, rồi là những người như vậy, mà khi mà chúng ta tìm hiểu ra thì chúng ta thấy cái nhân cách của họ
Nguyễn Ngọc Lập, Hoàng Duy Hùng về rồi đất ơi tôi thấy khóc mếu khóc máo, rồi là Phùng Tuệ Châu là ghé cũng xưng là luật sư, mà ở bên Mỹ thì ngày trước thì biểu tình chống cộng sản thì có lẽ không ai bằng, nhưng khi về mà được đảng cho vài miếng thì có lẽ là lúc bấy giờ là kiếm ăn rồi được vài miếng rồi thì quay trở lại coi như là ôm chân cộng sản lại cũng không ai bằng, trừ cả cha cả chúa cả giáo hội cả hội thánh tất tần tật không ngoài. Như vậy thì anh có thấy một cái điều như thế này không? Tức là đối với một số người thì cái miếng ăn đối với họ, cái lợi ích vật chất của họ thì đúng nói như là Lenin là nói rằng là khi lợi ích vật chất mà cái lãi suất ấy mà đạt 100% thì có thể làm những điều ngang trái trái ngược, đến 200% thì có thể nói rằng là họ làm những cái điều rất là bất nhân, như đến 300% thì bảo nó treo cổ thì nó cũng treo. Vậy thì có phải rằng là một bài báo của Hoàng Duy Hùng, một bài báo của Hồ Ngọc Thắng, hoặc là một cái mếu máo của Phùng Tuệ Châu thì đáng lẽ trong nước được trả vài 300.000 bạc, dăm 7 đô la gì đấy, nhưng mà ở nước ngoài trả cho dăm 700 và được sự vênh vang như vậy, thì đó là cái bả mà đảng mà nhả ra để là nói như anh nói là về được gặp người nọ được gặp người kia có vẻ là vênh vang. Anh có nghĩ rằng có một lúc nào đó họ ngồi họ cảm thấy rằng những cái ánh mắt của những người xung quanh họ, ánh mắt của những cái bà con trong nước cũng như là những người xung quanh họ nhìn thấy như vậy thì người ta tởm lợm, họ có cảm thấy xấu hổ, anh nghĩ như thế nào vào những cái suy nghĩ của về cá nhân con người như vậy thưa anh? Nó xảy ra như vậy á, khi trong hai trường hợp sau. Thứ nhất ấy là họ bị gọi là bị vắt chanh bỏ vỏ đấy, tức là khi mà như Hoàng Duy Hùng hay là Hồ Ngọc Thắng ấy không còn giá trị sử dụng nữa đấy, bị vắt chanh bỏ, tức là thôi đảng nó không cho tiền, nó cũng không cung phụng, nó cũng không mời về Việt Nam, nó cũng không gì nữa. Thì đấy, khi đó người những kẻ đó nó sẽ cảm thấy rất là nhục nhã, nó sẽ cảm thấy những cái thời gian mà nó đi với cái đảng, với cái chế độ đó, đó là thời gian gọi là thối nát nhất trong cuộc đời của họ. Cái trường hợp thứ hai ấy, là khi một cái chế độ nó suy tàn và nó đứng trước cái nguy cơ sụp đổ hoặc là sụp đổ, thì khi đó những cái kẻ này nó sẽ ăn năn hối lỗi, và lúc bây giờ có khi nó lại là những người chửi đảng nhiều nhất. Nó, tất cả những cái gì mà nó được đảng thỏa thuận cho nó, lúc bây giờ nó có thể moi móc hết ra để nó lấy lòng người dân, để cho người dân đỡ chửi nó. Đấy, thì nó sẽ xảy ra trong hai trường hợp: một là khi bị vắt chanh bỏ vỏ, hai là khi cái chế độ độc tài của Sài Việt Nam nó suy tàn, nó sụp đổ. Đấy, thì khi đó những kẻ đó họ bắt đầu mới ăn năn hối lỗi về những cái năm tháng họ bưng bô dưới chế độ cộng sản. À, thưa anh, là có một cái điều rất là hài hước là như thế này, trong những hàng ngũ như là ta nói đang nói chuyện về Trịnh Xuân Thanh những cái vụ ở ở Đức, và liên quan đến đó thì có Hồ Ngọc Thắng ở Đức, có một số nhân vật ở Đức, rồi là ở liên quan như vậy những cái dạng như đồng dạng như vậy thì ở Mỹ có những nhân vật như Hoàng Duy Hùng, rồi Nguyễn Phương Hùng, rồi là Nguyễn Ngọc Lập. Thưa anh, đó là những người xuất thân từ một cái chế độ mà từ một cái nền dân chủ ở miền Nam Việt Nam, xuất thân từ một cái chế độ như vậy, trước là thù địch với cộng sản, nhưng mà quay trở lại thì bưng bô một cách hèn hạ nhất. Tôi xin lỗi là tôi dùng cái từ này, không biết là tôi nghĩ là không quá, là bởi vì thế này thưa anh, khi mà anh nhìn những cái giọng cái miệng của Nguyễn Ngọc Lộc, những giọt nước mắt lã chã rơi cùng với nước mắt trong mũi nước dãi coi như chảy rìu rạ ra đây, mà nhìn trước cái mặt của cái tên cán bộ ngoại giao cộng sản Việt Nam, rồi là cái miệng Nguyễn Phương Hùng mà đến cái chỗ mà cái tượng đài, cái chỗ mà người ta thắp hương thắp viết, thì mới thấy được rằng là cái sự hèn hạ của nó. Hèn hạ ở hai điểm. Điểm thứ nhất là những lời hào sảng, rồi Phùng Thuệ Châu ngồi khóc ở trên chỗ quán cà phê trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội chẳng hạn, thì người ta thấy rằng là những lời hò hét rất là mạnh mẽ cái khi mà biểu tình trước đại sứ quán cộng sản, và những cái lời tiếng khóc như vậy và cái khi gặp lại như vậy. Đó là một cái phần thứ anh. Phần thứ hai, cái khi mà chẳng hạn như bây giờ Nguyễn vừa qua thì là Hoàng Duy Hùng thì có khoe một cái giấy bảo là mời về nhà đảng và nhà nước mời về để nhận giải thưởng mà không đi được. Nhưng có một nhân vật thì từ lâu là tắt đài ở trên cái hệ thống mà gọi là đi về, rồi là dung răng dung rẻ với lại ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, rồi là ông nọ ông kia, rồi là để mà bưng bô ấy. Đó là nhân vật Nguyễn Phương Hùng. Nguyễn Phương Hùng được xưng là tự xưng là một nhà báo Nguyễn Phương Hùng, rồi là đi về nhưng mà lại xuất hiện cách đây vài ba năm, sau khi mà Nguyễn Phương Hùng về được nhà nước tung hê, rồi là đưa gặp đám dư luận viên Trần Nhật Quang, rồi đã gặp được người nọ người kia ở trong cái đám ở trong 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 nước, thì ở trên mạng xuất hiện ra một cái nhóm gọi là nhóm công khai là nhóm dọn rác, và cái nhóm đó thì hầu như tất cả hầu rất rất nhiều những cái phụ nữ ở trong nước trong cái đám mà đã theo cái nhóm Trần Nhật Quang đó, tức là
những cái cô gái mà như là Nhật Lê, Nhật Biết, rất rất nhiều những cái đám như vậy, mà đã từng như vậy, và đã gặp Nguyễn Phương Hùng với được xưng danh là nhà báo ở nước ngoài, rồi Việt Kiều Mỹ, rồi quay đầu về hưởng chính nghĩa của Đảng, đây là đi về được được oai hùng, là được đi hết Trường Sa rồi gặp chỗ nọ chỗ kia như vậy. Thì với cái những cái hoa cái mà Đảng phong tặng như thế thì cảm thấy mình oai hùng. Và đằng sau đó là gì thưa anh? Ai biết đằng sau đó là vấn đề là lôi kéo về sex, lôi kéo về các cái cô gái này về để về tình dục, và có những cái câu nói về có những cái dòng chat. Và khi đó chị em tập trung vào một cái hội ở trên mạng, là tất cả vào trong cái nhóm gọi là dọn rác tố cáo, mà tôi đọc tôi cảm thấy choáng luôn. Và đến cái lúc mà Trần Nhật Quang lên vào là người ta gọi là trùng dư luận viên vào, hỏi là bây giờ thì cái này thực tế và nó rõ ràng vậy, nhưng bây giờ chúng ta nói như thế này nó xấu mặt quá, nó khốn nạn quá, cho nên là đề nghị chúng ta dừng lại để chờ sau này thằng nói. Và cái anh biết không, tất cả những cái tài liệu đưa ra tôi cảm thấy choáng. Có những cô gái là tố cáo là Hoàng Duy Hùng là xin lỗi, là Nguyễn Phương Hùng là thế nọ thế kia, rồi là cứ nói câu trước câu sau, là bắt đầu gà gẫm là chú ở nhà đừng gọi là chú về Việt Nam thì cháu sẽ đưa chú đi thế nọ thế kia, rồi chuyện riêng thì tất cả những vấn đề về sách chi và gà gẫm như vậy. Và cái câu kết luận ở của cái nhóm đấy, ở trong cái nhóm dọn rác đây ở trên Facebook đấy là gì? Tẩm lậm cái tên như này. Và tôi cứ lúc đầu tôi nghĩ bảo chắc có lẽ lại là thế lực thù địch lại không ưa Nguyễn Phương Hùng nó bày ra như vậy, và Nguyễn Phương Hùng phải đóng Facebook đó lại một thời gian rất là dài, lập một cái Facebook hoặc là thế nào khác thì tôi không chú ý lắm, tôi không biết, nhưng mà lúc bây giờ là tương tác vào đó cũng được nữa, và người ta nhắn vào trong đó thì coi như ông ta không trả lời, bảo là bị hack rồi bị thế lọ thế kia. Và thưa anh, từ đó trở đi cho đến nay thì không thấy hình ảnh Nguyễn Phương Hùng về để rồi là viếng các liệt sĩ, rồi về khóc mếu máo, rồi về để ca ngợi Đảng và Bác là thế lọ thế chai nữa. Người ta mới nhìn thấy lộ ra đằng sau đó là những con người có những cái nhân cách như vậy, có những cái cách làm như vậy, cái mục đích của họ được lộ rõ. Và Nguyễn Phương Hùng thì cho đến nay thì tôi thấy rằng là ở chẳng Houston, Texas chẳng hạn, có lẽ ít khi mà người ta gặp Nguyễn Phương Hùng có thể ngồi một cái quán cà phê nào đó, hoặc là ở gần chỗ Nguyễn Phương Hùng ở chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ hiếm có một cái chỗ nào mà ra quán cà phê ông già ở chỗ Texas, chỗ Houston, hoặc là một cái chỗ nào để ngồi đàm đạo với bạn bè. Cộng đồng người Việt thì tẩy chay, vợ con thì bỏ bỏ nốt, và những người thân thích cần giờ xa lánh. Có lẽ là nguồn sống Nguyễn Phương Hùng hiện nay thì còn là cái làm nói những cái lời lẽ như vậy để vào cái đám tung hô của cái đám ở trong nước, rồi là nó kiếm mấy chút thôi, chứ còn bây giờ nói chuyện là luật sư mà trình độ Nguyễn Phương Hùng tôi nghĩ là không phải là Hoàng Duy Hùng, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là ai mà dây vào đó thì chỉ có lẽ là coi. Kết luận lại của cái sao suy nghĩ của tôi là thưa anh, những cái tay mà bưng bô là dư luận viên của Đảng ở cái nước như là ở Đức, ở Mỹ như vậy ấy. Cái thứ nhất tao có thể nói là cái nhân cách của họ là một vấn đề cần phải đánh giá. Cái thứ hai nữa là cái bản lĩnh của con người họ là không có. Có thể ngày hôm nay họ chỉ nổ thế này, ngày mai sang kia họ nổ ngược lại. Anh cũng nghĩ rằng một cái con người mà nói rằng để mà có một cái bản lĩnh, để mà có một cái tư cách, thì rõ ràng là những cái thứ như thế thì không thể là thay đổi một sớm một chiều nếu những người đã có đủ nhận thức. Anh nghĩ vậy không thầy? Vâng, thì chúng ta được biết rồi, khi một con người á, anh có lý tưởng cao đẹp thì các cụ nói rồi, dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đó là câu các cụ dặn dạy các con cháu từ xưa nay, tức là nói về cái lập trường vững vàng của mình sẽ theo đuổi một cái lý tưởng ở đó. Ví dụ như Hoàng Hùng trước đây, ông ta là con cháu của những người thuộc Việt Nam Cộng Hòa, rồi ông ta cũng có từng học luật, rồi cũng có từng tham gia những cái tổ chức đảng phái chính trị ở Mỹ, cũng có từng chống cộng, cũng có từng ngồi tù cộng sản. Thì cái lý tưởng mà chống lại đồng tạo cộng sản Việt Nam ấy, chúng ta phải thừa nhận đó là một lý tưởng cực kỳ cao đẹp, phải nói là rất cao đẹp, không phải ai cũng dám làm điều đó. Bởi vì chúng ta biết các đồng tài cộng sản Việt Nam ấy nói ra nó bắt cầm tù, bây giờ gần 300 người tù rồi. Cho nên những người nào phải có, không những có lý tưởng cao đẹp, anh phải có bản lĩnh, không những ở trong nước, ở nước ngoài anh không sợ hãi bị cầm tù, anh không sợ hãi bị bắt thì anh mới có thể làm được. Ngay như bản thân Hoàng Duy Hùng chẳng hạn, anh ta cũng đã từng cầm tù rồi, cũng đã bị tù 18 tháng Việt Nam rồi, nhưng mà có thể thời điểm đấy anh ta chưa chưa đầu hàng cộng sản. Nhưng mà sau này á, khi mà được cộng sản liên lạc rồi, bắt đầu được cung cấp tiền bạc, được đưa những lời hứa hỗ trợ để cho anh ta trở thành một ngôi sao của trở thành ngôi sao của người Việt hải ngoại, rồi giúp cho Hoàng Duy Hùng vật chất từ các thứ đó để có thể ngồi vào ghế nghị viên của thành phố Houston chẳng hạn. Thì khi mà đứng trước cái cám dỗ như vậy thì con người ta sa ngã. Và chúng ta đã từng chứng kiến chế độ độc tài cộng sản Việt Nam
nó là một cái chế độ là nó không những tự làm tha hóa chính nó đấy, 100% quan chức đồng tại của Trạm Việt Nam là tự tha hóa chính bản thân nó, và đồng thời nó lại có khả năng đặc biệt nữa là làm tha hóa những người khác, tất cả những người mà không có đủ bản lĩnh. Thì trước cái sự cám dỗ của đồng tiền, cám dỗ về mọi thứ, đồng tại của sản Việt Nam có thể làm tha hóa tất cả mọi con người. Và chúng ta từng chứng kiến đấy, có rất nhiều những người trẻ tuổi như là chủ tịch tập đoàn dầu khí, trước đây là tay gì đó, sau rồi làm chủ tịch Ocean Bank, học tốt nghiệp trường Harvard về, rồi mới đây nhất ấy, là Lê Hải Hà cũng tốt nghiệp trường Harvard về, là giám tổng giám đốc của sàn giao dịch chứng khoán Thành Hồ, đều là những con người cực kỳ tài năng. Nhưng mà người ta kỳ vọng ở những con người đó ấy, khi mà bước chân vào cái chế độ đó thì với những kiến thức kinh nghiệm học ở phương Tây có thể làm giảm bớt đi cái sự khốn nạn của chế độ, nhưng mà không, anh ta không có đem lại những cái sự tốt đẹp từ các nước phương Tây về để làm giảm giảm bớt đi cái sự khốn nạn của chế độ, mà anh ta đã bị cái chính cái chế độ đó nó làm tha hóa và biến chất đi đấy. Thì thấy là những cái con người ấy, không dễ dàng gì đứng khi mà tiếp xúc với cộng sản ấy, nó rất nhiều những mánh khóe, rất nhiều những thủ đoạn để nó sẵn sàng mua chuộc bằng tiền bạc, bằng nhiều thứ để mà anh gục ngã trước cái đòn của nó, bởi vì cộng sản nó tự làm tha hóa nó, và nó có kinh nghiệm để làm tha hóa người khác. Đấy, là bản chất của nó đấy. Vâng, thưa anh, trở lại cái câu chuyện mà chúng ta nói từ đầu cái buổi chiều hôm nay là về Trịnh Xuân Thanh. Thực ra thì Trịnh Xuân Thanh, tôi thì tôi nghĩ một cái điều là chỉ là bởi vì cái chế độ xã hội của Đức, chế độ chính trị của họ và cái nhà nước dân chủ họ họ đảm bảo cái quyền con người một cách tối thiểu, ít nhất là người ta phải 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 được đảm bảo vệ, đặc biệt là vấn đề luật pháp của họ phải nghiêm minh. Do đó cái việc mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đất nước Đức là một cái hành động vô luật pháp của nhà cầm quyền Việt Nam cách trắng trợn, cho nên cái việc đó họ phải làm đến cùng. Chứ còn tôi nghĩ rằng là có lẽ một nhân vật mà như là Trịnh Xuân Thanh mà một cái nhân vật cán bộ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có trong cái hệ thống chính trị này thì có lẽ Đức cũng chẳng phải là vì họ quý mến là ngưỡng mộ gì hoặc là có tài năng hoặc là có một cái động cơ gì đằng sau đó hoặc là có tham nhũng được bao nhiêu tiền bạc đưa sang Đức, chắc chắn là cái điều đó là chắc là cũng không phải. Mà có lẽ họ, tôi nghĩ rằng là trong cái vụ này mà họ làm việc họ chấp nhận rất nhiều hậu quả mà họ làm bởi vì cái vấn đề là luật pháp họ nghiêm minh, chứ họ vấn đề đó không phải là cái lời lộc, đúng không? Cái đó mới càng nói lên một cái giá trị của cái nền dân chủ khi mà luật pháp lên đằng cái đầu. Để tổng kết cái này thì anh nghĩ cái nào về điều đó thế? Vâng, cái đó là chính xác rồi. Như anh vừa nói rất chính xác, Trịnh Văn Thanh chẳng có gì cả, ông ta không làm gì cả. Ông ta đối với phía Việt Nam ông ta là một tội phạm, nhưng khi ông ta đến Đức ấy, ông ta được đối xử như một con người, tức là đối với Đức họ không phân biệt anh là ai. Khi anh đã sống ở đất nước của tôi thì tôi tôn trọng anh như một con người, tôi anh được bảo vệ, và tất cả những cái thế lực nào hay là quốc gia nào muốn đưa anh ra khỏi đất nước của tôi thì quốc gia đó phải tuân thủ theo trình tự pháp luật của nhà nước. Tôi lấy ví dụ như một con chó vậy thôi, một con chó ở nước Đức họ là rất tôn trọng. Ví dụ một con chó ở Việt Nam nó đi theo chủ của nó sang Đức để đi chơi chẳng hạn, thì nó sẽ được pháp luật của Đức bảo vệ như một con chó ở Đức, nó đơn giản như vậy thôi. Nếu nó ở Việt Nam ấy, nó có thể giết làm đưa làm cây tơ bảy món bất cứ nào, nhưng mà sang Đức không có ai được giết nó được bảo vệ như theo luật pháp của Đức đấy, nói đơn giản như vậy. Vâng, rất cảm ơn anh Nguyễn Văn Đài đã nhận lời mời của nói chuyện hội lần hôm nay. Và thưa quý vị khán thính giả, thời gian của chương trình cũng không được là dài, cho nên chúng ta hẹn gặp nhau lại trong chương trình về câu chuyện Việt Nam lần sau. Và trước khi kết thúc chương trình thì mời anh Đài gửi lời chào quý vị khán thính giả tới anh. Vâng, xin cảm ơn anh Jimmy Vinh đã có lời mời. Cảm ơn quý khán giả đã kênh theo dõi buổi trò chuyện của tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.